chúng ta thấy được rằng là trong cái ngôi nhà này thì được dựng hoàn toàn bằng tôn, tất cả đều được bằng tôn và sắt. Thì anh cắt một cái ngôi nhà như thế này so với cái mặt đất á, thì nó cao khoảng hơn 2 mét. Sao anh lại cắt cái nhà trên cao như thế này anh Định? Khoái. Hả? Khoái đất gì đâu. Anh có nghĩ rằng là những cái cây mít, anh bắt dùng những cái cây mít anh thấy nè, thì sau này những cây đó lớn rồi sao ta? Lớn thì nó cao lên bình thường, nó có gì đâu. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp. Theo một số thông tin của một số người dân giới thiệu thì Bùi Hồ tìm đến một cái ngôi nhà của một người đàn ông rất là lập dị. Khi mà ông chọn cho mình một cái cách sống, đó là sống cất một cái ngôi nhà ở trên cây. Đây là một điều rất là lạ nên hôm nay Bùi Hồ muốn tìm đến đây để tìm hiểu về người đàn ông đó cũng như là ngôi nhà đó cô bác quý anh chị xem. Chúng ta thấy được rằng là trong cái ngôi nhà này thì được dựng hoàn toàn bằng tôn. Tất cả đều được bằng tôn và sắt. Thì anh cắt một cái ngôi nhà như thế này so với cái mặt đất á, thì nó cao khoảng hơn 2 mét. Không biết mục đích ý nghĩa của anh là cất như thế nào. Và ở trên đây thì chúng ta theo một số người dân thì anh có đầy đủ tiện nghi ở trên đó. Một số người hàng xóm ở đây nói thì anh đã đi làm rồi, chiều tối thì mới về đến nhà. Thì để biết thực hư như thế nào thì tối nay sẽ quay trở lại cái ngôi nhà như thế này nha cô bác của anh chị. Khoảng 7 giờ tối nay thì Bùi Hồ sẽ quay trở lại để tìm hiểu về cái ngôi nhà của anh. Bây giờ thì không có anh thì Bùi Hồ cũng không có tiện để mà lên nhà chỗ lắm. Chúng ta thấy các ngôi nhà cũng khá là độc đáo phải không? Cao hơn khỏi cái đầu của mình á, khoảng hơn 2 mét. Và trên kia thì rất là nhiều dụng cụ lũ khủ, nhưng mà bên đây thì chúng ta thấy cái phần này nó giống như là một cái cửa sổ dừng bằng những cái tấm thiết tạm bợ, nhưng mà nó dang dở. Ôi bên nguy hiểm nè. Thì nhà của anh này được cất cặp với ở dưới mé sông như thế này. Cái hướng gió lên ở dưới làm có thể rất là mát. Cô bác quý anh chị, giờ này thì cũng hơn 7 giờ tối. Và theo cái thời gian thì anh Đình đi làm từ Long An về. Ở nhà thì mọi người gần đây thì nói anh Đình làm về khuya, nên Bùi Hồ tranh thủ thời gian để mà đến đây quay cho cô bác quý anh chị vào một buổi tối trên một cái căn nhà ổ chim như thế này của anh Đình nha. Thì cái căn nhà này rất là cao luôn. Vào buổi tối hôm nay là trời mưa thì cây cối nó cũng ướt hết rồi. Thì không biết cái ngôi nhà này nó có chắc chắn không, thì bây giờ mình sẽ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Anh Đình ơi, này đi khơi khơi mà nghe nói là anh sống với một người con của mình. Đi khơi khơi cái cầu thang này đi, một cái té là nó lăn xuống sông luôn. Ôi trời, trời ơi, ghê quá, sợ quá. Ở đây nữa một cái dây chì nhỏ xíu là trời ơi. Thôi gặp lại sao? Được, mong sớm gặp lại cậu. Đây là cái căn phòng ngủ của bé quá. Đây là căn phòng ngủ của con anh ơi, gì anh Định. Rồi đây có tivi nữa ta. Chú chào con nha. Tối con ngủ với ba ở đây hay sao? Tối con ngủ với ba trong này. Con mấy tuổi rồi? 9. Năm nay học lớp mấy? Mẹ đâu? Mẹ đâu? Con học trường gì? Mấy hôm một, khổ quá. Đây là nơi con học hành luôn á hả? Dạ em chào anh Đình. Ôi đây, anh làm bên cơ khí hả anh Đình? Chói mắt không, đèn em gọi anh chói mắt dữ không? Anh Đình năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 46. Anh sống ở trên cái căn nhà mà có một con hai như thế này lâu chưa anh Đình? Hơn năm rưỡi hả? Hôm nay em điện em lại đây á, thì nghe hàng xóm nói là anh đi làm ở Long An hả? Đi làm máy vậy đó. Dạ. Ngày công được nhiêu tiền anh Đình? À, xa không anh? Đây đó khoảng nhiêu cây số? Đi về 80 cây. Trước đây là anh làm nghề thợ hàn này luôn thì sao?
cũng làm luôn, thì cũng làm rửa xe, rửa máy, làm từng đống nha. Dạ. Ủa cái chân anh bị gì anh Đình? Không. Ủa sao vậy? Ở khung tư đó rồi đi đốt mấy con bồn ông cho nó đi ra ngoài toilet nó đánh răng đó. Dạ. Yeah. Phật cột cháy. Trời ơi, ghê vậy. Mấy năm. Ừ. Anh sống trên này với con mình là vợ mình là không còn ở chung nữa hả anh Đình? Là 9 năm. Là 9 năm hả? Anh với chị là có một người con hả? Con, đã đang con nữa à. Dạ. Ủa sao anh lại cất cái nhà trên cao như thế này anh Đình? Quái. Hả? Quái, đất gì đâu vậy? Anh có nghĩ rằng là những cái cây mít, anh bắt dùng những cái cây mít em thấy nè, thì sau này những cây đó lớn rồi sao ta? Lớn thì nó cao lên bình thường, đâu có gì đâu, cũng cân bằng được, chưa chưa có thấy dấu hiệu mà nó xéo. Ừ, em sợ nó không cân bằng á. Thấy nó bằng bằng không mà nó không xéo, nhưng mà nó bị chết rồi. Cây này chết rồi, cây mít mới chết rồi, cây bên đây chết luôn rồi. Chết thôi, mới cắt lại. Vậy sau này nó mục thì sao lỡ nó yếu ngủ nửa đêm nó có gì sao ta? Sâu quá cây bên. Cái ngoài đó có cây bên. Anh thích là lý do là nó không có bụi cao hay mát hay sao? Là từ đâu mà anh có ý tưởng cắt ngôi nhà độc đáo ghê luôn á? Ngồi buồn buồn, ngồi tán đá buồn buồn, nhìn lên cái hàng cây sao mà có hai cái hàng cây đã quá, treo lên luôn. Dạ. Rồi tự mình anh cắt hay sao? Có mướn ai không? Tự một mình thôi. Làm tháng mấy? Rồi 2 tháng mới rồi. Ngày làm được một ngày là làm 1.5 tấm to, 2 ngày làm 3 tấm, xéo quá xéo làm mỗi tay to như thế này là 1 ngày 1.5 tấm hả? 2.5 tấm. Ôi ôi, cũng trước đây là anh là thợ hàn cũng mười mấy năm hả? Làm nghề mười mấy năm sửa xe hồi năm cũng như năm 2000 cái giờ. Hàng thì làm tại xí xí hả mà như mà hàng được. Ờ, đủ ánh sáng không? Đủ ánh sáng cho bé nó học hành không anh? Đủ ấy thì lót đèn cho nó học, cho nó học mà lót đèn. Em thấy mà cái bóng đèn của mình thôi là cũng thấy ngặt nghèo nè. Làm từ cái ống quần jean. Che bớt lại, sáng quá sáng, tối mắt không thấy được là buổi tối làm. Khi mình ở ngoài tối mình nhìn chiều chụp sáng mình làm rồi để nó sáng vô mặt. Là anh làm sáng đêm luôn hả anh? Anh ngủ không ngủ hả? Thì thầm đâu tới 9, 10 giờ, 11 giờ, 15 giờ sáng đi một ngày làm. Lúc mà anh làm cái căn nhà như thế này nè, người ta có mọi người ở sớm ta có nói gì không? Thật người nói. Dạ. Thật người chứ nói cái gì? Người ta nói là sao? Kêu trời không hả? Trên ngọn cây trời phải cầm chi phí là hết nhiêu tiền? 16 triệu. Hiện nay thì anh làm cái công việc là làm cơ khí như thế này để mà nuôi con mình đó hả? Ở đây đây thì nhà vệ sinh đồ đâu có hả ta? Không, không có nước đâu, không có nấu ăn. Chỉ là để tối ngủ với nghỉ ngơi thôi. Trưa anh có cái giỏng anh mắt đây nè. Nghỉ mát đây. Cơm nước rồi, cho anh nhà ông già. Ừ. Thấy Lộc, thấy anh gọi là coi như là một kỹ sư dạy nhân. Đó giờ em đi vòng vòng em đâu có thấy mà ai cắt cái ngôi nhà mà nó độc đáo như anh. Ở bên đây là mình thiếu tôn hay là mình làm cửa sổ? Thiếu tôn hồi đó anh làm thiếu tôn là tới giờ luôn. Dạ, thiếu tôn này anh ha. Ồ, phải nói là căn nhà này vô cùng độc đáo chứ không phải đơn giản đâu. Bên cái vách bên đây á là để anh với con mình ngủ vào buổi tối. Bé nó đi học luôn hả? Đi học nguyên ngày. Học bán trú luôn. Dạ. Tối mới về ngủ. Tối chịu. Lúc mà anh lên ý tưởng cất thì gia đình anh có ai nói gì không? Ông làm, dạ ông làm. Là lúc đó anh nói sao?
Anh thuyết phục sao mà anh cất được ngôi nhà hay vậy? Cái gì đâu mà thuyết phục đâu. Lại đi đâu thuyết phục ông nữa. Dạ. Thế giờ ông còn ai? Anh có tất cả mấy anh em? 5 anh em. Mà có mình anh có ý tưởng độc đáo giống vậy đúng không? Đã quá. Nói chung là ở trên này thì nó mát thì nó có mát đó. Nhưng mà em thấy leo lên cái cầu thang lúc nãy nguy hiểm quá trời. Bé leo nó có bị trượt chân không ta? Có bị té lần hả? Ừ. Mới cách đây chừng 10 ngàn. Ờ, à, gấn nước luôn thì sao? Gấn luôn nước luôn. Người có sao không? Chạy cái đầu về, chạy lần xước da chạy. Trời ơi, thằng chi em nói mà em cầm tay chạy quay xuống cũng vất vả chứ mà giỡn đâu. Ở trên này nè, lũ khủ sắt ở trên này luôn rồi. Ôi lỡ để gì nó gớt sao ta? Trời 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 trời. Trên đầu là một cái nửa chiếc xuồng anh chế vậy? Ờ, làm đồ chơi cho nó. Thấy mệt quá, để lên đó. Ừ, có nghĩa là anh đam mê nghề cái cơ khí hay gì anh Đình? Đam mê cơ khí gì đó. Đam mê hả? Là anh tự học hay có học ai không? Học cơ khí là không có học. Sửa xe thì có học. Mà sao anh biết được? Còn nhiên tự làm không? Tự làm. Ôi rồi đi đi nhà mà lắc lư ghê vậy ta. Sửa máy, sửa này sửa kia thì cũng tự làm. Ừ. Ngày xưa là anh có học ngành nghề gì không? Có học sửa xe không? Anh học hết lớp 12 đi sửa xe. Không hết 12. Ừ. Hết là 7. Dạ. Anh nghe bạn em giới thiệu căn nhà của anh đọc quá quá. Dách bên này dở lên ra được không anh Đình? Cột, cái tấm đó cột cứng vô rồi. Cột cứng vô rồi hả? Có cái lỗ. Hôm nay tham quan ngôi nhà của anh. Em cảm ơn anh rất là nhiều luôn nha anh Đình nha. Hôm nay kiếm anh mấy lần mà anh đi làm Long An chưa về. Tối về thì về, tối. Dạ, anh nói là hôm nay gặp được anh nhất định là phải kiếm được anh em, nên em kiếm buổi tối như thế này luôn. Thôi chúc anh nhiều sức khỏe nha, có những ý tưởng táo bạo hơn nữa. Dạ. Rồi chào anh luôn nha anh Đình nha. Dạ, chúc anh sức khỏe, chúc bé có sức khỏe tốt luôn. Rồi. Bước xuống nhà của anh Đình mà không phải không khỏi khóc tim trời. Rồi anh Đình bước xuống đi. Rồi ơi, điên tay màu hả? Có gì đâu, để đi. Trời trời trời. Sắt trơn này khó chịu lắm á. Ồ căn nhà cao, cái này cao bao nhiêu mét anh Đình? 2 mét mấy? 2 mét 2 gì không? Gần 3 mét hả? Cái cây này là cây mít. Anh móc bằng một cái móc sắt vô nè. Ở đây thì có tất cả là bao nhiêu cây làm cái cột ta? 6 cây. Bên này, bên đây. Trong khi đó là 3 cây đã chết rồi hả? 2 cây. 6 cây mít luôn anh Đình, một cây xoài. Sao mà em thấy cái cây này anh móc vô ghê quá anh Đình? Cái gì đâu, chắc lắm hả? Chắc không. Cây này mới chết. Ghê quá. Em thấy sắt nó bị xét hết rồi kìa. Ủa kìa, tính cây đó cây trầm dày. Một cái móc là chỉ là 1 tấn là đi đâu á. Ủa vậy hả? Ừ. Cái là 6 tấn mà cái nhà này hết luôn chắc chừng 1 tấn rưỡi gì. Ủa sao mình ước lượng được cái trọng lượng của nó? Tự mình suy nghĩ mình ước lượng nó vậy đó. Rồi cho anh nhé.